Rồi đi chào cả nhà nha. Thì bữa nay tiếp tục thì đầy đi săn bắt con ruồi nữa cả nhà. Thì đầu video thì đầy mến phục cả nhà và các đồng nghiệp ngày mới nên thật nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc nha cả nhà. Thì bữa nay là đi săn bắt một ngày cuối cùng của đầy nữa cả nhà. Như này đầy cũng tâm sự với cả nhà là tại vì thời gian này đầy đi bắt ong và gia đình thì đầy không có về thăm được cả nhà. Thì ở đầy hai đứa nhỏ thì ở ngoài miền Đông, ngoài Long Khánh đó cả nhà. Về đây săn bắt ong cũng khá là lâu, gần 3 tuần lễ rồi, gần cả tháng gì rồi cả nhà. Đây không có về thăm gia đình nên đó là đây cũng tranh thủ là săn bữa nay và kết thúc buổi săn bắt bữa nay luôn cả nhà, là đi lên thăm gia đình thôi cả nhà, chớ lo săn bắt mải mê bỏ gia đình nữa thì nhớ mấy đứa nhỏ nó cũng tội nghiệp lắm cả nhà. Thì bữa nay nó đây săn bắt một ngày, bữa nay nó là đây kết thúc video của đây luôn cả nhà ơi. Thì những mà mùa này á vẫn còn ong rất nhiều ở nhà, tháng này là ong nó dồn nhiều lắm. Với đây cũng chia sẻ các bạn đồng nghiệp mới vô luôn nha, riêng các anh đồng nghiệp thì khả năng biết là rất là cao rồi. Đây thì cũng góp ý một phần với các bạn đồng nghiệp mới vô chứ đi bắt mà ong nó rất là ham cả nha, mằng cong không lại đâu cả nhà, nên đây phải ngưng bắt. Như hôm qua kia đầy chúng mấy cái liền không, chúng chúng là chúng quá mức luôn cả nhà, liền liền đổ bắt hoài vẫn còn hoài, nên phải tranh thủ bắt và đi lên thăm gia đình thôi. Với đầy cũng chia sẻ với các bạn đồng nghiệp mới vô săn bắt nha, đi săn bắt ong á, mà thứ nhất á, là biết dầm dội và đánh hơi lượng ong đi ăn nha cả nhà, là đi săn bắt hiệu quả cao, chứ đừng có nên dầm dạch nha cả nhà, rất nguy hiểm. Làm dạch đó là không có an toàn đâu cả nhà ơi, tại vùng miền Tây của mình đó là nói chung về ong nhiều, các loại ong nó trú ngụ. Với săn bắt ong ruồi ở miền Tây của đây rất là cực cả nhà, lặn lội tối ngày, nói chung là lội thôi không lặn cả nhà, thông cảm đây nó hơi bậy chút xíu. Nói chung là ở miền Tây mỗi lần thấy ong đâu phải mà đi sạch sẽ đâu, phải lội thôi, lội nước tối ngày luôn cả nhà ơi, không kịp khô mấy đâu. Thì loại nước chất nào sâu chạm ngứa sẽ mình hết cả nha. Rồi với mà đầy săn bắt ong ruồi này á, đầy cũng chia sẻ chút xíu về cách bắt của đầy. Nó đi đầy dầm dội với một phần nữa là nắng sáng này với nắng chiều thì cái chuyện đó là ai cũng thừa biết cái chuyện đi săn bắt ong. Còn đầy săn bắt ong á thì theo khu vực của ông thì đầy hay đi những cái bờ trống nha cả nhà, để cho ông đánh hơi đi bắt cái luồng ong tháng tư này dễ hơn. Nhằm khi là ông đánh hơi á là cũng tùy theo mình dòm theo những cái bông lứt hoặc là bông này bông kia có ăn tại đó không, nhằm khi ông mới đi ăn tại đó gồm đi ngang nó đánh luồng hơi tìm khả năng nó hơi cực, nhưng mà để ý quan sát những khu vực địa điểm mình bắt thường quen thì rất là dễ tìm đấy cả nhà. Với đây đi bắt ong ở đây cầm theo cái thùng bê, nguyên nhân ở đây cầm thùng bê bự đó cả nhà, là ai cũng cười đầy hết á. Cái thùng bê bự á, là do một cái á, là đầy đi săn bắt ong á, là phải bỏ vô bọc và bảo quản cho mặt sạch sẽ và khô ráo cả nhà, nó kỹ lưỡng chút xíu cho đó. Hay là đầy bỏ vô bọc cho đó nha, là ngừa là ong này kia khi mình dắt phải dây này kia mình té cắm đầu hoặc là ướt cổ cả nhà, mình phải bỏ bọc là bỏ vô cái thùng bự, tại vì cái thùng bự mình chứa không có nhiều ổ đâu, mà bọc mình cọc hy ra nữa để cho nó cắn nó đè không có bể mặt ra đó. Mình đầy cái thùng bự là cái địa điểm thứ nhất. Địa điểm thứ hai á là cái thùng bự nguyên nhân á, là để lấy thùng bự là đầy để đi dầm dội nha cả nhà. Nhằm cái lúc á mấy dàn lứt cao và sậy cao và gần cái mũi cao cả nhà đứng ngang ngang đầu rồi dòm không dò được nha cả nhà, thế cái thùng bê lên đứng lên dòm rất là hay cái chỗ đó cả nhà, dòm không có sót một tổ. Là dây gần đó thì nó có cái cây á, thì cái nhà leo lên cây để đứng dầm dội là rất là dễ, mà như cái chỗ đó không có cây sao cái nhà dòm phải có thùng bê đứng lên nữa nha. Với đầy bỏ dội á, là nắng sáng bị chói á, đầy hay giơ tay che nha để cho giữ cái tầm nắng lại để phức đừng chói mắt để dòm chính xác, còn không là cái tầm nắng chiều thì nó chói mặt nước lên thì cái tay của cái nhà đè xuống che cái nắng nước dưới đừng cho chói vô mắt mình để mình dòm rất là chính xác. Đó là cái kinh nghiệm của đại săn bắt thôi cái này. Còn có luồng ong đánh hơi á
đó là ví dụ đánh hơi một con hai con, ổ cũng nói chung là ổ cũng gần đó thiệt, mà cái lượng ong đó là nó không có nhiều. Nếu mà mình đi tới hoài mà cái lượng ong nó theo đánh hơi hoài, lượng ong nó khá lớn cho đó nghe nha. Đó, rồi cái đầy cũng chia sẻ cái kinh nghiệm của đầy săn bắt thời gian qua nghe nha. Rồi nguyên nhân á là đầy đi săn bắt ong này không có nói chuyện nhiều, hay cái chỗ mà đa số có chú ngụ có loài ong này á, tháng này hay đóng kẹt gần nhà nữa cái nha. Gần nhà là mình săn bắt á, những cái tổ ong ở gần nhà đồng ý là nhằm khi chủ nhà không phát hiện mình nên lấy á, sao mà chỗ an toàn nhẹ nhàng mà không cho ai phát hiện luôn, để mình săn bắt mãn năm. Đó là khi vô mấy chó sủa dữ lắm nha, nên mình làm nhẹ nhàng cho đó. Với phần ở miền Tây của đầy lấy ha là dạch cái lỗ nhỏ thôi cái nha, rồi đầy cắt nhẹ nhàng đi ra chứ không có dạch bự hết, quay toàn cảnh thì rất là dễ. Nhưng mà quậy cái lỗ bự là các đồng nghiệp khác hoặc là ở địa phương nó tới nhìn tới biết mình lấy không, nên đầy lắp lỗ lại hết. Với hai nữa là các anh đồng nghiệp với các bạn mới vô nghề cũng thông cảm cho đầy chỗ này nè. Đi sớm bắt ong á là thứ nhất á, là hồi trước đầy không có để cái gác tàn đâu cả nhà. Nếu mà gác tàn lại á, các anh đồng nghiệp bực lắm, hoặc là các bạn đồng nghiệp mới vô đi gặp mà đi guồng cực kì, mà lại tới tổ á gặp để cái tàn lại, đó là các anh đồng nghiệp sùng lắm cả nhà, bực bực dữ trời. Đó là cả nhà xem á, nhầm cả nhà không hiểu á, chỗ đầy á thì mấy clip trước mấy năm trước đầy bắt là đầy lấy tàn đi hoặc là giục tàn. Đó là cái đó là đầy cũng xin lỗi cả nhà, là lúc đó đầy cũng mới vô mà làm này kia thôi, mong cả nhà thông cảm đầy cho đó nha. Còn mà gác tàn lại á, đồng ý á, là nó sinh sản đàn nhưng mà cái lượng ong mới không có nha cả nhà. Ví dụ giờ là cái nghề sống hàng ngày săn bắt của đầy, nếu mà đầy gác tàn lại á, thì cái lượng ong nó bắt rất là lâu, từ là 10 ngày hoặc là nửa tháng 1 tháng ong nó mới đi được, mới làm tổ mới. Còn mà rút tàn đi có thể là đóng tuần sau là lấy có cả nhà. Mà bây giờ đây cũng gác tàn lại để lấy mặt vẫn được cả nhà, mà nhưng các đồng nghiệp khác vô rất là bực, đi tìm mệt rồi mà vô gặp cái ổ mà bị cắt rồi mà gác lại quạo lắm cả nhà, rất là quạo bực lắm. Nhưng mà không, các anh đồng nghiệp thông cảm cho đây chỗ đó. Phải gác lại giữ một số đàn cả nha. Ví dụ giờ khu vực đó 10 ổ thì đầy gác lại cỡ 3 ổ. Đó là tùy theo tàn. Tàn già mà còn trăng thì đó thì đầy vẫn gác lại. Còn mà tàn nào ấy quá thì đầy rút đi nha cả nha. Rồi thời mà gian đầy săn bắt ở đây cả nha, đầy cũng chia sẻ rất nhiều là khu vực của đầy săn bắt đó, những cái anh đồng nghiệp gần này khu đầy á săn bắt rất là nhiều, một gia đình ở khi đó là 3-4 anh em đi bắt hết luôn cả nhà, chứ không phải là ngên riêng ngên đầy đi bắt đâu, rất là nhiều. Ở miền Tây của đầy á, là dân đi bắt ong rất là nhiều luôn, lắm nào dân Vĩnh Châu, Sóc Trăng rồi xuống Bạc Liêu rồi xuống nhiều lắm nha, Cà Mau lên nữa rất là nhiều luôn. Nói chung là đây, tới cái mùa ong này á, là đa số là các đồng nghiệp ở đâu cũng đến hết cả nhà, như đầy đi cũng cấp xứ cả nhà ơi, nhưng mà gặp kiên là Cà Mau đầy cho xuống nha, từ Bạc Liêu đầy đều loại thôi. Ở đây cũng chia sẻ kinh nghiệm mà của đầy săn bắt thời gian này cả nhà, thì chút xíu nữa rồi đầy sẽ đi dầm dội và đi bắt ong theo cái định hướng và chỗ nhà xem. Giờ đầy nói không chưa thực hành nữa cả nhà. Ở đây cũng góp ý cho các đồng nghiệp mới vô nghề săn bắt nha, là dầm dội cho thật kỹ và hãy vô nha. Ông vừa vừa vẽ thì giấc sáng á, nói với các đồng nghiệp mới vô nghề săn bắt và các bạn nha, là ông vẽ sáng sớm lên á, lên dội đó lên rất là chậm nha cả nhà. Nó nhầm khi mình sơ sẩy là mình dòm, mình tưởng nó không có, mình vô ẩu là nhầm khi ông vẽ đi ăn về trễ hay cái dây sạp ổ luôn nha, rất là nguy hiểm. Ông người vẽ ông lỗ là đánh một cái là nói chung là cháu gống đó cái nha, đánh nó ghê lắm, đánh một cái là bưng đầu luôn á. Bây giờ đến đây khu vực này thì đầy đi săn bắt thôi cả nhà, thì cảm ơn cả nhà đã lắng nghe chia sẻ những lời tâm sự của đầy cả nhà. Thì tranh thủ săn bắt ngày hôm nay thì đầy sẽ trở về miền Đông.
và kết thúc buổi video tại đây luôn nha. Về miền Đông chảnh đây sẽ đi làm tiếp sư phụ ở chảnh, nghe nói là sư phụ lãnh một cái căn nhà đó là gọi đầy lên chảnh làm tiếp, nên đầy phải ngưng sang Bắc ở đây và lên chảnh tiếp công việc, và rảnh rỗi thì đầy sang Bắc cũng ở chảnh nha. Rồi mời cả nhà và các anh đồng nghiệp và các bạn đồng hành cùng đầy đi tìm ông Gùi nha, thực hành thôi cả nhà. Thì đây cũng xin phép các anh đồng nghiệp ở đây cũng chia sẻ về các bạn đồng nghiệp mới vô sang Bắc nha. Thì cái lượng ong đi đánh hơi với hạt lên dội cái nhà nắng sáng này là đầy dòm hướng lên, thì cái này là đa số ai cũng biết, nhưng ngược lại nha là phải đi á, ví dụ giờ đầy đi đây, đầy dòm lên nắng sáng rồi nhưng phải đi qua rồi nên phải ngoái lại nha cái nhà, ngoái lại và ngồi xuống nha. Đó, cái tầm thấp thì ngồi xuống để mà ong nó lên phát hiện được là lên ngổ nè cả nhà. Đó, đầy đi vô thì dòm thẳng lên đó, hướng trên nó thì không thấy nha, nhưng này qua đây này ngồi lại và dầm lên nè thì thấy ong bắn nè, rồi nó về đó ngổ nha cả nhà. Giờ đây với thứ nhất thứ hai nè cả nhà, không có gấp lấy liền nha cả nhà, không giờ lấy liền để dòm nữa, dòm dội nữa để coi còn phát hiện ổ nào không, giờ lấy để chắc cú, nếu mà cả nhà mà vô lấy liền là có thể sốc tổ nha. Giờ nó lên ổ đó kia nha, mẹ đó bắn lên ổ nữa, bắn lên đó. Rồi cái thùng này nè cả nhà, nguyên nhân á cái thùng này á là tại để cho cả nhà xem nha. Đó, cái thùng vậy đó, giờ đây sẽ đi tới nha, cái tầm phức của đầy nha, giờ đây đứng lên. Đó, rồi đây dòm sâu vô, dòm sâu vô là nhìn cái lượng ngông á là phức tầm là rất là chính xác nha cả nhà. Cái này là đây cũng chia sẻ với cái kinh nghiệm sang Bắc của đây nha cả nhà, thì cái này chưa có thể một số anh cũng chưa biết đến nha, nhưng cái tầm phức cao quá không thấy. Hồi giờ đây không dùng dò vô lấy cái tổ này trước nha, giờ vô lấy cái tổ sao. Cái tổ này cũng trọng mặt nha cả nhà, nó nhỏ thôi. Với mà cả nhà lấy khói thổi, khói á thổi nhẹ nhàng thôi cả nhà ơi, cho cái hơi khói vô sâu là dễ mà ông dễ xây khói, chứ mà cả nhà thổi mạnh quá nó tan khói không à, thổi mà nghe phèo 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 á cả nhà, khói không có vô tới đâu. Một tổ cả nhà, để lấy hay lắp lại nữa nha, là không ai phát hiện mà cái dấu tích để lấy chứ. Rồi một tổ nha, tổ thứ hai nằm đó. Giờ coi có sâu không, đậy vô cái nha, cái này vẫn còn sâu. Không có đó kìa, nó không ra đó. Đầy vô tới đây chứ đây cũng còn dòm nữa nè, nhưng khi nó phức cái tầm hướng nha cả nhà, phức cái tầm hướng là mình không có thấy, nên bắt buộc là đầy vô đây thấy ổ đây rồi, nhưng đầy phải đứng đây dòm thêm một cái nữa để xem coi là có ông nữa không cả nhà. Những cái đoạn mà đầy chia sẻ với cả nhà này, cái cuộc săn bắt chia sẻ cách săn bắt này nó hơi lâu lắm cả nhà, rất là lâu, tại vì giờ chia sẻ cho các đồng nghiệp mới vô sân Bắc thì video nó hơi lâu lắm cái nhà, nhiều khá là cực lắm cái nhà chứ.
với cái quan trọng cặp mắt mình sáng nữa nha. Thôi vô đấy trước thì tính sau cái nhà. Về sâu trong đó. Rồi, ổ nhỏ thôi nha. Lấy luôn cả nhà ơi. Nói chung là đi kiếm ong đó cả nhà. Những cái tổ ong nhỏ gì nè rất là khó kiếm nha. Những tổ bự lấy thì rất là đơn giản rồi. Những tổ ong lớn nó bay rất là nhiều. Còn những cái tổ ong nhỏ như thế này là khó kiếm nhất. Tại cái lượng ong lên rất ít. Nó là các bạn đồng nghiệp mà săn bắt được những tổ nhỏ nhiều là mấy là đồng nghiệp đó bắt rất hay rồi đó. Chứ không phải bắt ổ nhỏ nhiều là dở đâu cả nhà. Mà được hai tổ cả nha. Mấy tổ nhỏ như thế này nè, cái lượng con nó ít rất ít mà đồng nghiệp mà tìm ra được và lấy được. Đó là đồng nghiệp đó là cũng gần thành công rồi nha. Tại vì cái lượng ong nhỏ này đi rất là ít nhưng mà đồng nghiệp tìm ra được. Là cái tính ra cái cặp mắt của các đồng nghiệp mới vô nghề săn bắt á. Giờ đánh theo được cái lượng ong nó lên dội là rất là hay, rất là cao rồi đó. Thôi để chia sẻ như đây thôi và đi săn bắt tiếp thôi nha ơi. Chứ chia sẻ không nguyên một ngày là đầy săn bắt không được luôn đó nha. Để phát hiện này ổ nữa nha. Ổ nhỏ không đó nha. Khu vực này là các đồng nghiệp khác vô lấy nhiều lắm rồi nha. Nhưng tại bày rất là ổ nhỏ. Đi tiếp với nhà. Có hiện nó ổ cái nha. Ổ này không bự cái nha. Nhưng phải qua lấy luôn cái nha. Đi tiếp cái nhà.
cái gì đó quẹt đó, cái này việc này ba tổ nữa nha, đây mới lấy hai tổ cho đó, cái đèn tổ nữa nè. Đi tiếp cơ nhỉ.